Cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh, Liverpool bức tốc, Man City hụt hơi, Chelsea, Leicester nhập cuộc. Xem video clip Healy bàn thắng trận Liverpool 3-1 Man City tại đây. www.youtube.com/lhctgafsjvduc Xem kết quả, bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng Anh tại đây. www.livecore.com/enlandemie.league Đạt thành tích gần như tuyệt đối sau 12 vòng đấu, 11 thắng, 1. Liverpool đang cực kỳ vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh, với 34 điểm, hơn đội nhì đến 8 điểm. Nên nhớ rằng trong lịch sử giải ngoại hạng, chỉ có mùa ở mùa giải 1993-1994 là tạo dựng được khoảng cách lớn hơn thế sau 12 vòng đấu, 9 điểm. Liverpool bứt tốc mạnh mẽ. Ai có thể cản Liverpool? Khi mà đại diện được xem là ưu tú nhất của phần còn lại tại giải ngoại hạng Anh là Man City cũng bó tay thật trớ trêu, đội bóng duy nhất lấy được điểm của The Cop ở mùa giải này lại là MU. Câu lạc bộ vẫn chưa thực sự thoát khỏi khủng hoảng, dù đã ngồi được lên vị trí thứ 7. Công thức để Quỷ Đỏ làm được điều đó là chấp nhận cự dưới, nhường quyền sở hữu cho đối phương, và tận dụng những pha phản công tốc độ của Daniel James và Marcus ra để uy hiếp khung thành Alisson. Nhưng vấn đề là không phải đội bóng nào cũng làm được như mùa hôm đó. Burnley coi mình hấp thụ sức ép của Liverpool và thua 3 bàn không gỡ. Leicester, hiện tượng ở mùa giải này, cũng phải chịu áp lực khủng khiếp trong ngày Brendan đang rút giờ trở lại Anfield, khi mà tỷ lệ dứt điểm lên tới ngày 18 tháng 2 thuộc về đội chủ nhà. Không những thế, Liverpool cũng có thể chơi phản công cực tốt, với khả năng chuyển trạng thái rất nhanh của hàng tiền vệ, cũng như khả năng leo biên và tạt bóng tuyệt đỉnh của bộ đôi Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson. Chiến thắng trên sân Chelsea hôm 22 tháng 9, và tối qua, trước Man City là một minh chứng. Thực ra thì ở mùa giải này, Liverpool có ít trận thắng hủy diệt hơn so với mùa giải trước. Họ chỉ có 2 trận thắng với cách biệt hơn 2 bàn, trước Norwich, mùng 4 tháng 1, và Burnley, 3-0. Nhưng điều đáng sợ là ngay cả khi không chơi hay nhất, họ vẫn biết cách giành 3 điểm. Những cú ngược dòng trước Tottenham, Aston Villa và bàn gỡ ở phút 85 trước MU là một minh chứng. Với Liverpool, cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc một khi chưa có tiếng còi cất lên. Man City đối mặt với Palace. Thất bại ở Anfield là trận thua thứ 3 của Man City ở mùa giải này. Chỉ sau 12 vòng đấu, họ đã đón nhận số trận thua gần bằng cả mùa giải trước, 4. Và tụt xuống tận vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Về nhân sự, những chấn thương ở hàng thủ như Emerick Lacroix, Zinchenko và đặc biệt là Ederson đang khiến Man City trả giá đắt. Trận đấu đêm qua là một minh chứng. Bravo không mắc lỗi trực tiếp nào, nhưng việc phải dự bị quá lâu khiến anh thiếu đi sự xuất sắc cần thiết ở một trận cầu lớn mà Ederson từng thể hiện. Những fan Man City lạc quan có thể dẫn chứng rằng mùa trước họ từng kém Liverpool tới 10 điểm ở vòng 20, vậy mà vẫn vô địch vào cuối mùa. Song nên nhớ, các học trò của Klopp mùa này đã vững vàng hơn nhiều về bản lĩnh, đã khôn ngoan hơn nhiều trong cách tiếp cận trận đấu, và còn được thần may mắn ủng hộ nữa. Về mặt chủ quan, chính huấn luyện viên Pep Guardiola cũng có phần mất bình tĩnh, thể hiện qua việc ông châm ngòi màn tâm lý chiến với Klopp nhưng bất thành. Điều đáng ngại với Man City bây giờ là họ sẽ phải đối mặt với một trận Palace thực sự. Trong 5 vòng tới, họ sẽ có 3 trận Big Bang gặp Chelsea ngày 24 tháng 11, MU mùng 8 tháng 12 và Arsenal ngày 15 tháng 12. Để so sánh, Liverpool không phải đụng một đối thủ nào trong top 8 cả. Sẽ không ngạc nhiên nếu khoảng cách giữa họ vào Giáng sinh lên tới hơn 10 điểm. Gia vị mới mang tên Chelsea, Leicester. Trong bối cảnh Man City hụt hơi, còn những MU, Arsenal, Tottenham vẫn chưa hết bất ổn, sự trỗi dậy của Chelsea và Leicester đã mang đến những gia vị mới cho cuộc đua vô địch ở giải ngoại hạng Anh. Điều đáng nói ở chỗ, cả hai đều không được đánh giá cao khi mùa giải này khởi tranh. Sau mùa giải 2015-2016 kỳ diệu, Leicester đã trở lại dáng dấp của một đội bóng trung bình khá ở giải ngoại hạng. Mùa trước, họ đã mất nhạc trưởng Riyad Mahrez vào tay Man City, và mùa này, phải bán nốt trung vệ trụ cột Harry Maguire cho MU. Nhưng Leicester vẫn cực kỳ ổn định, với phong độ rực sáng của Jamie Vardy,
Trần Xuất đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở giải ngoại hạng với 11 lần lập công. Ở tuyến giữa, Jim Maddison và Eric Tielemans ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng. Trong khi đó, Kala Soku đã khiến các cổ động viên ở King Power không còn nhớ Maguire nữa. Chelsea vẫn đang phải chịu án phạt cấm chuyển nhượng, khởi đầu mùa giải này bằng thảm bại 0-4 trước Mon, nhưng càng thi đấu, đội bóng của Frank Lampard càng ổn định. Trong khi Tammy Abraham là lá cờ đầu trên hàng tấn công thì Jorginho đang cho thấy mình là ông chủ đích thực. Còn trong khi Mason Mount có vẻ sa sút sau khởi đầu ấn tượng thì Cristantonio lại nổi lên như niềm cảm hứng cho hàng công The Blue. Rõ ràng, sự trỗi dậy của Chelsea và Leicester là những gia vị mới, giúp cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh hấp dẫn hơn rất nhiều. Cuộc đua vô địch 5 vòng tới. Liverpool, 34 điểm. Ngày 23 tháng 11, Crystal Palace với Liverpool. Ngày 30 tháng 11, Liverpool với Brighton. Ngày 5 tháng 12, Liverpool với Everton. Ngày 7 tháng 12, Bournemouth với Liverpool. Ngày 14 tháng 12, Liverpool với Watford. Leicester, 26 điểm. Ngày 23 tháng 11, Brighton với Leicester. Ngày 1 tháng 12, Leicester với Everton. Ngày 5 tháng 12, Leicester với Watford. Ngày 8 tháng 12, Aston Villa với Leicester. Ngày 7 tháng 12, Leicester với Norwich. Chelsea, 26 điểm. Ngày 24 tháng 11, Man City với Chelsea. Ngày 30 tháng 11, Chelsea với West Ham. Ngày 5 tháng 12, Chelsea với Aston Villa. Ngày 7 tháng 12, Everton với Chelsea. Ngày 7 tháng 12, Chelsea với Bournemouth. Man City, 25 điểm. Ngày 24 tháng 11, Man City với Chelsea. Ngày 30 tháng 11, Newcastle với Man City. Ngày 4 tháng 12, Burnley với Man City. Ngày 8 tháng 12, Man City với Mu. Ngày 15 tháng 12, Arsenal với Man City.